Giãn ra và đưa cái dù giùm con nha cô bác ơi. Làm ơn đứng xa xa ra đứng xếp hàng giùm con nha. Cô bác đứng ra giãn ra giùm con, ai cũng có hết, từ từ đi. Đấy, thực hiện 5K giùm con nha, chứ không là nhiều khi là mình đứng gần quá là cho bác ở ngoài này bị tật. Dạ đi liền giùm con nha. Đứng xa xa ra cô ơi làm ơn đứng giãn ra giùm con đi. Giãn ra, trời ơi. Làm ơn giãn ra giùm con nha. Làm ơn giãn ra giùm cô bác ơi. Dạ. Ai có rồi thôi giùm nha, để dành cho những người khó khăn nha. Cảm ơn cô bác. Đó, dạ xịt rửa tay đi cô bác ơi. Dạ. Rồi mỗi người lấy một bịch giùm con rồi đi liền nha. Đừng có tập trung lại. Anh nói là phải 5 thùng á. Cô bác giãn ra giùm con nha cô bác ơi. Cô bác giãn ra giùm con nha, đừng có tập trung gần nha. Mỗi người từ từ lại lấy thôi, không sao. Có đủ. Chờ chút xíu. Tập trung lại là tụi con không có phát được là chính quyền người ta tới người ta phạt cái nha. Anh ở ngoài nè cho anh túi đi. Chạy vô lấy đi. Đó, được rồi, có rồi, anh nó lấy rồi. Thông cảm nha, tại vì người ta đứng sắp hàng á ha. Dạ. Dạ. Trời ơi. Khách ơi, qua kia hả, coi có ai đứng tự nhiên lấy quá trời bên kia kìa, lấy đông người thì người ta nói chứ không là người ta lấy quá trời qua đất là người khác người ta không có phải không? Ở cô này nè, cho cô này nè. Chú này sắp hàng sáng giờ này đem ra cho chú này đi co mấy đứa. Bên kia cái cô nào mà cô lấy cô xe quá trời luôn không biết nữa. À, lấy quá trời kìa. Trời ơi, bà lấy một xe luôn, chắc là đem về cho giờ người giùm hay là bà lấy gì không bán không biết nữa. Bây giờ mình cũng có ít thì mỗi người lấy một bịch để dành cho người khác nữa. Dạ. Chứ không nhiều khi là đó lấy quá trời quá đất như vậy là người khác người ta không có, tội nghiệp người ta. Dạ. Ai lấy rồi đừng đi vòng lại giùm con nha, tại vì cái này có ít thôi, mỗi người một hộp một bịch để đó, cái bà đó bà lấy quá trời quá đất đó, làm cho bà bị những người khác bị ảnh hưởng đó, những cái cô như vậy cô lấy quá trời về đó, ăn cũng không hết rồi để dành cho người khác, người ta có bớt đi. Đúng rồi, dành cho những người nào không có thì mình mới phát cho ta. Đứng giãn ra giùm con nha, đứng giãn ra. Dầm làm ơn đứng giãn ra giùm con một chút xíu để cho kệ, nhiều khi người ta lấy về người ta lấy giùm cho người khác á, cho lại á. Dạ, người nào bán thì người ta mang tội thôi, còn người nào cho lại thì mình cảm ơn người ta, đúng không? Chứ mình đâu có biết được cô. Dạ, con mới cho vậy thôi chứ bây giờ là, nhưng mà ai cho ai có đủ rồi thì thôi, còn ai không có đủ thì mình nhường cho người khác thì tốt nhất. Đứng xa xa ra bên kia, đứng xa xa giùm con nha, đứng giãn ra chú ơi. Đứng giãn ra giùm con đi.
Chúng ta xịt rửa tay trước khi lấy đi nha. Mỗi người một bịch để dành cho người khác nữa nha chị. Tại bên em cũng không có nhiều nhận gì, chia sẻ chút xíu thôi. Mọi người hướng dẫn đây giùm em nha. À, cho chú bịch đi, cho chú bảo vệ bịch đi. Dạ. Ờ hết rồi hả? Rồi thôi hết rồi, sáng giờ lấy. Ê cô ơi, lấy ít thôi, một bịch thôi cô ơi. Ok, bả nghèo thì bả lấy về với. Có nhiều người á là người ta lấy 2-3 bịch là coi như là hết luôn. Trời ơi, tội nghiệp, còn nhiều người quá nhưng mà mình không đủ lực bất tòng tâm rồi. Dạ được được, anh cứ lấy đi, anh cứ lấy đi, mỗi người một túi nha. Tài xế hả? Dạ. Thôi cho anh. Để cho sữa luôn, cho còn nhấp hộp sữa luôn. Chờ chút nha, chờ chút lấy sữa cho nó. Rồi rồi, để vô lấy sữa cho con bé. À, giờ cấm bán vé số rồi. Trời ơi tụ quá. Trời ơi, tắm đi về nhà. Dạ, không cần rồi. À. Vậy hả? Trời ơi. Như ai cần thì cứ tới cho lấy một bịch thôi. Dạ dạ. Cô cứ nói là tới lấy đi. À, còn ngày mà thôi, cô lấy thêm bịch cho ổng đi, đem về cho ổng. Dạ. Rồi. Rồi mỗi thằng đem vài bịch ra đi không? Ờ để 3-4 bịch lên đi. Lấy đi cô, lấy đi, mỗi người một bịch. Còn nhiều khác nữa, mỗi người một bịch để chia sẻ thôi. Ai cần thì cứ lấy một bịch. Cảm ơn bịch. Gạo về rồi, chuẩn bị cho sắp tới rồi. Vừa rồi tranh thủ nhanh lên.
nhanh mà người Tây hút được. Sao vậy Hải, đổ đó hả? Hãy subscribe.